Hello, children, how are you today? Take out your student book, please. Page 17. Lesson 4, Phonics. Listening 22. Listen and point. Dr. Drum. Dr. Dress. Tr. Truck. Tr. Tree. Cr. Crayon. Cr. Crab. Tr. Truck. Dr. Drum. Cr. Crayon. Dr. Dress. Cr. Crab. Tr. Tree. Listen and repeat. Dr. Drum. Dr. Dress. Tr. Truck. Tr. Tree. Cr. Crayon. Cr. Crab. Listening 23. Listen and chant. A train and a truck, a crab and a drum. I draw with my crayons and I have fun. A girl in a dress, a bird in a tree. Get your crayons and draw with me. Read the chant again. Circle the sound dr, dr, and cr. Đọc bài về một lần nữa, khoanh tròn vào các âm dr, dr và cr. Các em làm vào sách của mình. Four. Listen to the sounds and connect the letters. Lắng nghe âm và nối các chữ cái lại với nhau. Listening 24. Listen to the sounds and connect the letters. Tr. Truck. Dr. Drum. Cr. Crayon. Tr. Truck. Dr. Drum. Cr. Crayon. Tr. Truck. Listening 24. Listen to the sounds and connect the letters. Tr. Truck. Dr. Drum. Cr. Crayon. Tr. Truck. Dr. Drum. Cr. Crayon. Tr. Truck. Lesson 5. Page 18. Lesson 5. Skill times. Writing. Point to the thing you can see in a school. Say the words. Chỉ ngón tay vào các vật mà bạn có thể thấy ở trường học và nói to các vật đó lên. Nhưng mà các em đang ở nhà, vì vậy các em hãy chỉ ngón tay vào một số đồ vật trong nhà và nói lên tên của các đồ vật đó. Listening 25.
Listen and read. My name's Fong. I go to Don Ti Diam Primary School. Look at these pictures of my school. Our classroom is upstairs. It's very big. I'm in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Miss Loan. There are lots of pictures and posters on the wall. We sit at tables. I sit with my friend Nam. This is my school. I love my school. Number 3. Read again. Circle the correct word. Tập số 3. Đọc lại một lần nữa. Khoanh tròn vào từ đúng. Where's Fong's classroom? Upstairs, downstairs. Các em sẽ đọc lại đoạn văn ở phía trên về của bạn Phong, về trường của bạn đó. Sau đó khoanh tròn vào những từ đúng. Các em bấm dừng video để làm bài tập vào trong sách. Page 19, Lesson 6. Skill terms, listening 1. Listen and number. Các em sẽ lắng nghe và điền số thứ tự vào trong các khung hình vuông. Các em làm bài nghe nào. Listening 26. Listen and number. Hello. My name is Tu. I go to Duan Ti Diem Primary School. 1. Can you see me? I have long hair. It's black. 2. Our teacher is Miss Loan. She has long hair too. 3. My friend is Dui. He has short black hair. 4. We have a big board in our classroom. 5. There are two windows in the classroom. 6. There is one door. On the door is a poster. Speaking. Point, ask, and answer. Boys, girls, teachers, windows, doors. Các em sẽ nhìn vào bức tranh, chỉ ngón tay vào và hỏi, how many girls are there? There are two girls. Các em trả lời câu hỏi của cô. How many boys are there? How many teachers are there? How many windows are there? How many doors are there? Writing about me. Tự viết về chính con. Number 3. Write about your school. Viết về trường của con. What is your class name? I am in class. Con ở trong lớp nào, lớp mấy thì con ghi ra. Where is your classroom? My classroom is upstairs or downstairs. Lớp của con ở tầng trên hay tầng dưới? How many windows are there? Lớp của con có bao nhiêu cửa sổ? What is on the wall of your classroom? Cái gì ở trên tường của lớp học? What is your teacher's name? Tên giáo viên của bạn là gì? Các em điền thông tin vào chỗ trống nhé. Part 4. Underline the capital letters at the start of sentences in 3. Gạch dưới những chữ cái viết hoa đầu dòng của bài tập 3 ở trên. Circle the capital letter at the start of the names in 3. Khoanh tròn những chữ viết hoa của tên riêng ở phần bài tập số 3. Các em bắt đầu làm bài tập vào sách.